Xin chào các bạn nha, các bạn đã quay trở lại với kênh top 5 của mình. Thỏa theo yêu cầu của mọi người ấy, thì ngày hôm nay mình có mặt tại siêu thị xe máy Minh Long với địa chỉ là 824A đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha, để có thể quay cận cảnh các mẫu xe Honda Slick, kèm theo đó là những cập nhật mới nhất về giá bán các bạn nha. Ở đây có đầy đủ các cái màu sắc và phiên bản khác nhau, các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Mình sẽ để số điện thoại nha của đại lý ở phần mô tả của video này. Các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp sẽ được tư vấn cụ thể các bạn nha. Đồng thời phần tiếp theo của video mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi tại sao mẫu xe Honda Slick lại không được bán chính hãng tại Việt Nam. Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn để lại cho mình, thì mình sẽ xin phép được đưa ra ý kiến chủ quan cá nhân mình nhé để trả lời cho câu hỏi đó. Và sau đây là phần giá bán của cái mẫu xe Honda Slick nhé. Mình quay đến chiếc xe nào mình sẽ báo giá đến chiếc xe đó các bạn nhé. Với chiếc xe các bạn đang theo dõi đầu tiên ở đây, phiên bản cũng khá là đẹp và thể thao ấy, màu đen đỏ trắng cũng khá là đẹp các bạn nhé. Hiện tại thì chiếc này đang được bán với giá dao động trong khoảng từ 61 cho tới 62 triệu đồng các bạn nhé. Các bạn có thể quan tâm và theo dõi luôn, tham khảo luôn. Rất ok với các bạn. Tiếp theo đây là một mẫu xe nữa. Một mẫu xe này, cái phiên bản màu đỏ trắng này được rất nhiều các bạn quan tâm ở thời điểm hiện tại, với cặp mâm được sơn đỏ hoàn toàn các bạn nhé. Đây là màu sắc được đánh giá là cao nhất. Hiện tại giá bán của phiên bản này cũng cao nhất luôn, là 62 triệu 500. Các bạn nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của đại lý các bạn nhé. Đây là phiên bản màu trắng đỏ cực kỳ thể thao và cuốn hút luôn. Mình quay khá là chi tiết rồi đấy, cận cảnh từng vị trí một để các bạn có thể tham khảo. Còn lại các cái phiên bản khác cũng giữ mức giá trong khoảng tầm 61 triệu các bạn nhé, 61 triệu thôi. Hiện tại thì giá bán ấy không có chịu chênh lệch nhiều các bạn nhé. Mình sẽ quay lại một lần nữa để các bạn có thể theo dõi ở đây. Các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý nhé. Siêu thị xe máy Minh Long với địa chỉ là 824A, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đến trực tiếp nhé, đại lý để tham khảo xe này, theo dõi xe, xem cận cảnh nó có ok hay không để lựa chọn. Bởi hiện tại cái mẫu xe Honda Solic 105R này vẫn đang được rất nhiều những bạn trẻ quan tâm này, luôn muốn tìm hiểu về giá bán. Nhưng hiện tại thực sự mà nói thì giá bán của những cái mẫu xe này ở thời điểm hiện tại vẫn ổn định các bạn nhé, dao động trong khoảng từ 61 cho đến 62 triệu 500 mà thôi. Nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và lựa chọn được. Rồi sau đây thì mình sẽ chuyển sang một cái nội dung mới nữa mà rất nhiều bạn có hỏi mình về nội dung này. Đó chính là tại sao ấy cái mẫu xe Honda Solic này các bạn đang dõi đấy lại không được bán chính hãng tại Việt Nam chúng ta, bởi những lý do nào, thì sau đây các bạn cùng mình theo dõi nhé, thông qua những cái dẫn chứng mình đưa ra, ý kiến chủ quan cá nhân mình. Đây các bạn có thể theo dõi đây nhá, lý do Honda Slick không được bán chính hãng. Thứ nhất ý, là do đối tượng sử dụng, các bạn cùng theo dõi luôn. Như các bạn đã biết rồi đúng không, mẫu Honda Slick với kiểu dáng là Hyper Underbone lên thường được các quốc gia ý, như Indonesia này hay Malaysia ưa chuộng. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì kiểu dáng thiết kế này thường là kén khách hơn. Các bạn có thể thấy rõ ý, là cái mẫu xe Suzuki Rider ấy được bán chính hãng tại Việt Nam chúng ta ấy, thì thường lép vế hơn này và kén cách hơn so với những cái mẫu xe ấy, underbone như là Yamaha Exciter hay Honda Winner. Thực tập phải thực sự ấy, cá tính thì các bạn mới có thể điều khiển những chiếc xe với cái phong cách là Hyper Underbone. Đó là lý do thứ nhất mà Honda Việt Nam không sản xuất chính hãng cái mẫu xe Honda Solic này. Tiếp theo, lý do thứ hai chính là phần chiến lược của Honda Việt Nam, thì mình sẽ nói rõ về phần này luôn. Cũng liên quan tới cái nội dung phía trên là đối tượng sử dụng ấy, thì đối với cái thị trường Việt Nam chúng ta, Honda Việt Nam ấy thường có cái chiến lược là cho ra những cái mẫu xe có thiết kế trung tính cơ, phù hợp với cả nam và nữ, mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng được. Vì các bạn biết rồi đúng không, Việt Nam chúng ta ấy thường là mua xe để cho cả gia đình đi cơ. Các bạn là có thể nhìn nhận sự khác biệt rõ nét nhé giữa các mẫu xe mới ra mắt của Honda, khác biệt hoàn toàn so với những hãng khác như là Yamaha này hay Suzuki này hay OEM ấy, thì những mẫu xe của Honda thường trung tính. Đây là chiến lược riêng nhé của Honda. Đó là lý do thứ hai là chiến lược của Honda Việt Nam. Tiếp theo đây thì mình sẽ đi sang nội dung thứ ba, đó là về phần giá bán. Giá bán là hơi cao. Hiện tại nếu sản xuất chính hãng và lắp ráp tại Việt Nam, còn cục máy thì nhập khẩu hoàn toàn nhé, thì giá bán thành ý của chiếc xe vẫn sẽ cao các bạn nhé. Hiện nay nếu để so sánh với các mẫu xe tương tự khác như Suzuki Rider hay mẫu xe dục nhập khẩu là Sachi ấy, thì hai mẫu xe này của Suzuki được bán với giá rẻ hơn khá là nhiều, dao động trong khoảng từ 51 cho tới 55 triệu tùy theo từng thời điểm. Đấy là chưa kể đến ấy, cái khối động cơ của Rider và Satria vượt trội hơn hẳn so với Solic các bạn nhé. Đây cũng là lý do quan trọng khiến cho Honda Solic không thể nhập bán chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng là do thị trường Việt Nam, đó là yếu tố thứ tư các bạn nhé. Theo mình thấy được ấy, thì hiện nay ở những dòng xe côn tay như Winner này hay là Exciter ấy, đang được người tiêu dùng lựa chọn rất là nhiều, và thấy rõ được đó là việc Honda đã dồn tổng lực cũng như là những chính sách trong việc bán xe Honda Winner X rất là tốt luôn. Những chương trình khuyến mại trả góp 0%, khuyến mại ưu đãi này, rồi đặc biệt là giảm giá bán rất là mạnh các bạn nhé. Từ khi lúc ra mắt tới thời điểm này giảm rất là nhiều rồi. Đó cũng là điều khiến cho Solic
khó có thể bán được chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Đó là 4 lý do mình muốn đưa ra và nêu lên trong ngày hôm nay. Và như mình đã nói rồi, đây chỉ là những chủ quan nhé, những quan điểm của cá nhân mình mà thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy để lại bình luận nhé, ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau bàn luận. Với 4 lý do trên thì mình cũng đúc rút từ kinh nghiệm thôi. Qua quá trình trải nghiệm và sử dụng cũng như biết được cái thị trường Việt Nam chúng ta như thế nào thì mình có thể nói qua đến các bạn là như vậy. Nhưng dù nói gì thì nói đi nữa, các bạn trẻ vẫn đang rất là mong muốn Honda Việt Nam ấy có thêm những cái mẫu xe côn tay mới hơn nữa để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác như Yamaha này hay Suzuki và kể cả là FOM nữa. Có thể tạo ra một biến thể mới hơn của Honda Civic này, làm cho chiếc giá thành của chiếc xe ấy giảm đi tương đương với những cái mẫu xe hiện nay đang bán như là cái mẫu xe Honda Winner X này hay là Yamaha Exciter các bạn nhé. Hoặc cũng có thể là cho ra một mẫu xe hoàn toàn mới, một mẫu xe côn tay hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ khiến cho các bạn trẻ hiện nay rất là yêu thích luôn các bạn nhé. Và mình rất là hy vọng là như vậy. Còn các bạn có thể theo dõi cho mình ở đây, với kiểu thiết kế của Solix này, nhiều bạn thì đánh giá cao hơn so với Sachia hay là Rider, bởi thiết kế nhìn nó thanh thoát hơn, đẹp hơn, có những điểm nhấn quan trọng hơn của Honda nhé, dành cho mẫu xe này. Nhìn nó rất là thể thao các bạn ạ. Đây rất nhiều những phiên bản khác nhau nhé. Giá dao động trong khoảng từ 61 này cho tới 62.500.000. Tùy theo từng thời điểm thì các bạn có thể tìm mua cho mình. Nhưng giá bán ấy mình báo là mới nhất trong tháng 2 năm 2020 này, đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán các bạn nhé. Rồi các bạn có thể thấy đây, những phiên bản rất là đẹp luôn. Phiên bản màu đen với những họa tiết logo này, logo Solix to bản này, kết hợp với đó là những cái vành được sơn màu đỏ. Vành sơn đỏ, sơn đen đều có các bạn nhé. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết, mình quay khá là chi tiết rồi để các bạn có thể tìm mua cho mình. Ok rồi các bạn. Và mình sẽ cố gắng thời gian tới thì mình cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi đến các bạn những cái dòng xe nhập khẩu khác nữa. Đặc biệt là những cái mẫu xe như Suzuki Sachia này hay những mẫu xe Honda GTR 150, những cái mẫu xe cũng đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm thì mình sẽ cố gắng cập nhật để lựa chọn. Đây các bạn có thể nhìn phía sau của xe đúng không? Với những cái phần đèn hậu vuốt nhọn lên cao, nhìn rất là gọn luôn. Với một cái kiểu dáng thiết kế Hyper Underbone này, phải nói là thật sự cá tính thì chúng ta mới có thể là điều khiển lựa chọn được chiếc xe này. Đây tổng thể 4 mẫu xe luôn. Mình quay tại lại đi siêu thị xe máy Minh Long với địa chỉ là 824A đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nào quan tâm nhé, có thể đến trực tiếp đại lý. Hiện nay thì mình cũng nhắc thêm với các bạn ấy là hiện tại siêu thị xe máy Minh Long ấy còn có một số các cái đại lý khác, các cái chi nhánh khác nhá, trên các tỉnh như là Bình Dương này, thành phố Hồ Chí Minh và kể cả là Huế cũng có các bạn nhá. Các bạn nào quan tâm thì có thể tìm mua, tại vì rất nhiều các cái chi nhánh khác nhau bán tất cả các cái dòng xe nhập khẩu hiện nay đang có mặt tại thị trường ở các nước Đông Nam Á ấy, đều có mặt tại siêu thị xe máy Minh Long để các bạn có thể tham khảo và tìm mua cho mình. Đặc biệt là những cái phiên bản mới nhất như Honda Solix 2020, Suzuki Sachia 2020, GTR phiên bản mới năm 2020. Đây đều là những cái dòng xe được nhập khẩu từ Indonesia này, Thái Lan, vân vân các bạn nhé. Đều là những dòng xe cũng khá là ok và đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn nào quan tâm ấy, cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của cái video này các bạn nhé. Dưới bấm ở phần mô tả ấy sẽ được nhân viên của đại lý tư vấn cụ thể và chi tiết hơn đến các bạn để các bạn có thể tham khảo và tìm mua cho mình. Với bản thân mình ấy, thì mình cảm thấy cái mẫu xe này ấy, thực sự là chưa phù hợp với bản thân mình lắm. Mình thích một mẫu xe gì đó nó underbone hơn thôi. Đấy là ý kiến chủ quan cá nhân mình thôi. Nhưng mà mình cũng làm ra đây để thỏa theo yêu cầu của mọi người thôi. Các bạn cũng rất là mong muốn, mong ngóng để có thể biết được giá bán của những cái mẫu xe như này. Đồng thời là các bạn cũng muốn mình ấy, đưa ra cái ý kiến chủ quan để trả lời cho câu hỏi tại sao cái mẫu xe Honda Solix ấy lại không được bán chính hãng các bạn nhé, tại Việt Nam chúng ta. Còn nhập khẩu về thì khá là nhiều rồi, giá nhập khẩu cũng khá là cao, rơi dao động trong khoảng từ 61 đến 62.500.000 như mình đã nói đến các bạn rồi. Cho nên là tổng thể những cái nội dung mình muốn chia sẻ và muốn nói đến các bạn ngày hôm nay. Có những nội dung gì mà chưa đúng, chưa đủ thì các bạn có thể bổ sung ở phần nhận xét của cái video này các bạn nhé. Những ý kiến đây là ý kiến chủ quan cá nhân mình thôi, như mình đã nói rồi. Vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mà. Khi một mẫu xe đều đưa ra những cái nhận định khác nhau, những cái suy nghĩ khác nhau, những cái trải nghiệm khác nhau. Còn bản thân mình thì mình đưa ra 4 cái lý do như vậy: đối tượng sử dụng, chiến lược của Honda, giá bán và cuối cùng là thị trường Việt Nam. Đó là 4 cái lý do mình muốn đưa ra để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình các bạn nhé. Trên đây là tổng thể những nội dung mình muốn nói đến các bạn ngày hôm nay. Hy vọng trong thời gian tới các bạn luôn luôn ủng hộ mình để mình cố gắng cho ra những cái video tốt hơn, những cái lời nhận định, những cái đánh giá là ok hơn trong thời gian tới các bạn nha. Mình là Top 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.